Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 16 giờ của đài phát thanh truyền hình cao bằng. Những tin tức trong tỉnh đáng chú ý sẽ mở đầu cho bản tin chiều nay. Ủy ban nhân dân huyện Hòa An vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023. Năm 2022, cơ quan thi hành án dân sự huyện Hòa An đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nâng cao chất lượng công tác thi hành án, đã giải quyết là 370 việc, tổng số giải quyết hơn 8,6 tỷ đồng, tăng hơn 3,7 tỷ đồng so với năm 2021. Đã thi hành xong hơn 4,6 tỷ đồng đạt tỷ lệ 71%. Về thi hành án đối với các khoản thu cho ngân sách nhà nước đã thi hành xong 277 việc, thu hơn 1,4 tỷ đồng. Năm 2023 Tri Cục Thi hành án huyện Hòa An tiếp tục triển khai thực hiện các quy định của pháp luật, duy trì thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thi hành án. Tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Hòa An tặng giấy khen cho 5 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi hành án dân sự năm 2022. Huyện đoàn Hòa An phối hợp với huyện đoàn Vũ Thư tỉnh Thái Bình tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông năm 2022, xuân tình nguyện năm 2023 tại xã Dân Chủ. Tại chương trình, huyện đoàn Vũ Thư đã tặng trường tiểu học và trung học cơ sở Dân Chủ hai bộ máy tính và 20 chăn ấm cùng các nhu yếu phẩm cho nhà trường tặng quà cho 92 em học sinh và 31 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Dân Chủ với tổng trị giá các phần quà 135 triệu đồng. Các phần quà được trao tặng thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của đoàn viên thanh niên huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình. Góp phần động viên, hỗ trợ cho thanh thiếu nhi và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Dân Chủ huyện Hòa An vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập cũng như phát triển kinh tế so đói giảm nghèo. Ngày 24 tháng 12, Hội chữ thập đỏ quận Thanh Xuân, phường Nhân Chính, thành phố Hà Nội phối hợp với Hội chữ thập đỏ huyện Bảo Lạc tổ chức chương trình trao quà Tết nhân ái Xuân Quý Mão năm 2023 cho các em học sinh các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Thượng Hà. Tại chương trình Hội Chữ Thập Đỏ quận Thanh Xuân và đại diện lãnh đạo phường Nhân Chính đã trao 60 xuất quà, bao gồm nhu yếu phẩm và quần áo ấm cho các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn và cho các em học sinh với tổng trị giá quà tặng 100 triệu đồng. Qua chương trình này nhằm động viên, giúp đỡ kịp thời các em học sinh và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, cùng nhau đón Tết Nguyên đán Quý Mão trong không khí vui tươi phấn khởi trường mầm non Phương Anh, thành phố Bắc Ninh phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Bắc Ninh đã đến tặng quà tại các điểm trường Ngàm Sinh, Mã Lịp và trường mầm non Đà Giác thuộc xã Trường Hà, huyện Hà Quảng. Tại các điểm đến thăm, đoàn đã trao 127 phần quà cho học sinh mầm non và 5 hộ gia đình đặc biệt khó khăn có trẻ em khuyết tật, tặng quà cho ban giám hiệu trường mầm non các trang thiết bị dạy học, 55 thùng quần áo với tổng giá trị là 146 triệu đồng. Được biết, đây là toàn bộ số quà được Ban giám hiệu Trường Mầm Non Phương Anh, thành phố Bắc Ninh và Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Bắc Ninh vận động quyên góp từ các phụ huynh và các nhà tài trợ trên địa bàn thành phố Bắc Ninh thông qua chương trình Mầm Non Phương Anh trao yêu thương năm 2022. Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Gia Lâm, Đoàn Bối rối Thăng Long phối hợp với huyện Hòa An tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ thể thao phục vụ bà con nhân dân. Chương trình thể thao gồm hai bộ môn tennis và bóng đá. Sau phần khai mạc, các vận động viên của các đơn vị đã cống hiến những pha bóng đẹp, mang đến không khí đoàn kết thân thiện và hào hứng. Đây là dịp để các cán bộ đoàn viên các đơn vị có dịp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị. Riêng chương trình giao lưu văn nghệ, các nghệ sĩ đoàn mùa rối Thăng Long thành phố Hà Nội đã biểu diễn nhiều tiết mục mua rối cạn độc đáo, vui nhộn phục vụ bà con nhân dân tại thị trấn nước 2 chương trình đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc khó quên trong lòng khán giả tại địa phương. Tiếp theo sau đây sẽ là tin tức trong nước quốc tế. Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các địa phương có phương án chuẩn bị nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng tăng cao, đảm bảo chất lượng, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến. Cụ thể, tại chỉ thị 22 về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi lành mạnh, an toàn tiết kiệm, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ ngành địa phương theo dõi sát tình hình thị trường, chủ động chỉ đạo các địa phương có phương án chuẩn bị nguồn cung cấp mặt hàng thiết yếu, các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng tăng cao, đảm bảo chất lượng, đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu của người dân, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng, gây tăng giá đột biến, chủ động xử lý các biến động bất thường của thị trường phối hợp với địa phương triển khai các chương trình bình ổn thị trường, các hoạt động kết nối cung cầu, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, về khu công nghiệp, vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Và đặc biệt là các vùng bị thiệt hại do bão lũ vừa qua. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh, vi phạm về buôn bán hàng nhập lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ găm hàng, tăng giá bất hợp lý, nhất là các mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Tập trung kiểm tra, xử lý các đối tượng vận chuyển buôn bán hàng cấm là pháo nổ, pháo hoa nhập lậu. Phối hợp chặt chẽ với các bộ cơ quan liên quan tại các tỉnh biên giới, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hàng hóa vi phạm vận chuyển từ biên giới vào thị trường nội địa tiêu thụ. Nhằm phát triển thị trường chứng khoán an toàn, minh bạch, hiệu quả và bền vững, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện cùng pháp lý và chính sách phát triển thị trường. Trong đó, Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định số 65 năm 2022 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 153 năm 2020 về cho bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước khẳng định sẽ tiếp tục có giải pháp ổn định thị trường chứng khoán trong thời gian tới. Thị trường chứng khoán năm 2022 và đặc biệt trái phiếu doanh nghiệp là kênh huy động vốn hiệu quả của nền kinh tế. Là kênh huy động vốn tốt nhưng do lạm phát tăng, thị trường chứng khoán nước ngoài suy giảm. Tác động thị trường nên chứng khoán nói chung và trái phiếu doanh nghiệp gặp khó khăn. Bộ Tài chính đang tích cực có giải pháp giải quyết. Bộ Tài chính đang tập trung giải pháp đảm bảo doanh nghiệp phát hành trả nợ thanh toán trái phiếu đến hạn cho nhà đầu tư. Thanh toán khó khăn sẽ thỏa thuận gia hạn với nhà đầu tư hoặc trả nợ bằng tài sản khác. Hai là phát hành minh bạch qua sàn trái phiếu riêng lẻ và tăng tuyên truyền bản chất trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ để người dân lựa chọn. Thông qua sàn giao dịch trái phiếu riêng lẻ đảm bảo minh bạch trái phiếu phát hành. Khi doanh nghiệp làm ăn có lãi, năng lực tài chính tốt, sức khỏe doanh nghiệp tốt sẽ lưu truyền vốn tốt và là kênh huy động vốn hiệu quả. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25 tháng 12, chỉ số tia cực tím UV cực đại tại hầu hết các khu vực trên cả nước đều ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao. Cụ thể, số tia cực tím tại các thành phố đạt mức cực đại trong ngày 25 tháng 12 như sau: Hạ Long, Quảng Ninh và Hải Phòng đều ở mức 6,3. Thủ đô Hà Nội ở mức 6,1. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ở mức 6,2. Đà Nẵng ở mức 6, Hội An, Quảng Nam ở mức 6,8, Nha Trang Khánh Hòa ở mức 6,5, thành phố Hồ Chí Minh ở mức 6, Cần Thơ ở mức 7,7 và Cà Mau, tỉnh Cà Mau ở mức 7,4. Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 12, chỉ số tia cực tím cực đại tại các tỉnh thành phố khu vực Bắc Bộ đều ở ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình 2 đến 5. Để phòng tránh bệnh về da nói chung và ung thư da nói riêng do tác hại của tia cực tím, các bác sĩ khuyến cáo người dân khi ra ngoài đường vào thời điểm chỉ số UV đạt đỉnh trong ngày là từ 11 giờ đến 15 giờ cần đội mũ rộng vành, đeo mắt kính màu sậm, biệt kín khẩu trang, tránh nắng trong bóng dâm, cây có bóng mát để hạn chế tác động từ tia UV. Cùng với đó, mọi người nên bổ sung hoa quả tươi giàu vitamin C giúp hạn chế tác động có hại từ tia cực tím. Uống bù đủ nước khoảng 2-2,5 đến lít nước mỗi ngày, sử dụng kem chống nắng đều đặn mỗi khi ra ngoài, ngay cả khi trời nhiều mây. Hiện nay, nhiều người dân vẫn chưa hiểu rõ về thế nào là pháo hoa và pháo hoa nổ, do đó vi phạm về mua bán và sử dụng pháo trái phép ngày càng gia tăng. Bộ Công an cho biết, theo Điều 3, Nghị định số 137-2020-NDCP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo quy định, pháo bao gồm pháo nổ, pháo hoa. Bộ Công an cho biết, theo Điều 3 Nghị định số 137-2020-NDCP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo quy định, pháo bao gồm pháo nổ, pháo hoa. Theo đó, pháo hoa là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp khi có tác động của xung kích thích cơ, nhiệt, hóa hoặc điện tạo ra các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong không gian, không gây ra tiếng nổ, các trường hợp tổ chức bắn pháo hoa nổ quy định tại điều 11, sử dụng pháo hoa quy định tại điều 17, nghị định số 137 của chính phủ về quản lý sử dụng pháo. Theo đó, cơ quan, tổ chức cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa trong các trường hợp sau: lễ Tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa nghệ thuật. Cơ quan, tổ chức cá nhân khi sử dụng pháo hoa chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức doanh nghiệp được phép sản xuất kinh doanh pháo hoa. Chuyển sang tin quốc tế, cơ quan y tế Trung Quốc tuyên bố bắt đầu từ ngày hôm nay, 25 tháng 12 sẽ ngừng công bố số liệu người mắc Covid-19 hàng ngày. Đây là bước đi quan trọng tiếp theo để quốc gia này hạ cấp quản lý Covid-19 và mở cửa hoàn toàn đất nước. Thông báo trên trang web của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc nêu rõ, từ hôm nay cơ quan này sẽ không công bố thông tin về dịch bệnh hàng ngày và các thông tin về dịch bệnh liên quan sẽ do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc công bố để tham khảo và nghiên cứu. Đây là bước đi tiếp theo sau khi NHC tuyên bố không công bố số liệu người mắc COVID-19 không triệu chứng từ ngày 14 tháng 12. Do phần lớn người bệnh không tham gia xét nghiệm nên không thể nắm bắt số lượng chính xác. Đây cũng là bước đi quan trọng để Trung Quốc hạ cấp quản lý COVID-19 và mở cửa hoàn toàn đất nước. Sau khi Trung Quốc ban hành thêm 10 biện pháp mới nới lỏng phòng dịch hôm 7 tháng 12, số ca bệnh ở nước này đã tăng lên nhanh chóng. Số liệu do Ủy ban NHC công bố hàng ngày đã không còn phản ánh đúng thực trạng tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc. Kể từ tháng 1 năm 2020, Trung Quốc đã phân loại COVID-19 là bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B nhưng quản lý theo các giao thức của nhóm A, cho phép chính quyền địa phương đưa bệnh nhân và những người tiếp xúc gần vào diện cách ly và phong tỏa các khu vực bị ảnh hưởng. Các chuyên gia nước này cho rằng việc tiếp tục quản lý COVID-19 theo bệnh truyền nhiễm cấp tính thuộc nhóm A là không phù hợp việc hạ xuống nhóm B, thậm chí nhóm C sẽ trở nên khả thi hơn. Bản tin 16 giờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.